Xe Máy Thanh Đoàn kính chào tất cả anh chị em bạn bè gần xa nha. Hôm nay đã là ngày 27 Tết rồi, còn 2 ngày nữa là được về ăn cơm mẹ nấu nha mọi người. Nói chung chồng thì về từ lâu rồi nhưng mà mình thì ở lại để thứ nhất là để phục vụ kiếm thêm tiết thu nhập về ăn Tết, thứ hai là để phục vụ tất cả anh chị em bạn bè gần xa luôn. Hôm nay thì đường bắt đầu là vắng rồi và khách cũng ít rồi. Hôm qua là mình bán được gần 20 chiếc xe và hôm trước cũng vậy nha mọi người. Hôm nay thì bắt giờ đường xá rất chi là vắng lại thưa thớt rồi, tại vì Tết mà. Nói chung mà anh chị em bạn bè nào mà không về quê ăn Tết mà ở lại thì buồn lắm. Tại vì Tết ở trong Sài Gòn, Bình Dương nó không giống như quê mình đâu. Quê mình là giờ này là thịt heo, thịt bò làm vui lắm mọi người ơi. Bây giờ này, bây giờ chồng gọi vào là thúi thân hôm qua khóc luôn. Thấy ăn rôm rá mình thì ở đây cày cuốc trời ơi, làm phát mệt luôn. Hôm nay thì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn mới diện thêm chiếc áo mới. Mình hy vọng là sang năm sẽ rực rỡ hơn năm trước. Thật nhiều may mắn và đặc biệt thật nhiều anh chị em bạn bè gần xa tin tưởng và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhiều hơn nữa nhé. Đây này, hôm nay là mua hai cái chậu hoa này rất là đẹp luôn, hoa nhiều luôn. Mọi người thấy không, cái mình mà mua giờ là đừng có mua nữa quá, xong rồi được tới ngày Tết là nó tàn mất rồi. Mình mua loại búp búp này này, rồi mình chịu khó ngày nào mình tưới là đến cái ngày mùng 1 Tết nó nở là vừa đẹp luôn. Hai chậu này mình mua đây chỗ công viên nước Di An là 1 triệu này, rất là rẻ luôn nha. Họ đòi 1,5 triệu luôn, mọi người mua hoa là phải nhớ trả giá nha. Tại vì tất nhiên là đừng có trả quá cũng tội người ta, nhưng mà nhiều chỗ nó cũng phá giá ghê, là cũng phát giá ghê lắm. Nên hoa đẹp lắm. Nói chung sáng chưa thấy gì, nhưng mà chồng về quê nhưng mà sáng ra là nhiều việc lắm, nhưng mà vẫn cố gắng đi mua hai cái cây hoa này về trưng thật cho đẹp. Hy vọng một năm phát tài phát lộc hơn nữa, đặc biệt là sao mà tạo được uy tín và chất lượng tốt nhất để tất cả anh chị em bạn bè gần xa. Nói chung làm sao mà mọi người tới mua xe khi nào cũng nở nụ cười thật tươi. Đây, thằng nhóc nhà mình nha mọi người. Từ ngày bà về có một mình nó với mẹ. Đây là ông bác hàng xóm, chồng về nên là nhớ bác hàng xóm đang rất bác này. Bác có tội lắm, hôm qua khách đông quá 3 giờ mới ăn trưa luôn. Bác có làm nhiệt tình lắm mọi người. Đó, cái này là mình bán chưa được xe là mình trả cho bác một ngày phải 700 ngàn. Còn không, hôm nay là chưa bán được xe nào. Mọi người nhanh tay ủng hộ mình, còn có tiền trả lương nhá. Ngày xưa là chỉ có tiền mặt bằng, như bữa nay là phải thuê mướn thêm một ông cầu với ông hàng xóm là một ngày phải 1,4 triệu. Thực ra là cũng chỉ rửa xe với giòn tre, nhưng mà do ngày Tết đó mọi người, đáng ra là cái dịp người ta nghỉ ngơi, mà bây giờ người ta thương mình, người ta phục vụ, người ta giúp mình là mình cảm ơn rồi. Còn tiền bạc thì tất nhiên nó cũng quan trọng, nhưng mà đặt sang một cái gọi như là một bên đi, người ta giúp mình là quý rồi. Còn mình cho bao nhiêu người ta lấy, người ta cũng không đòi hỏi đâu. Bây giờ thì đáng ra là hồi tối là tầm 12 giờ là thức, là để quay cho mọi người những cái xe còn lại. Chỉ để cho ngày 27, 28, 29, 30 là còn 4 ngày nữa này mọi người mà. Mua dòng xe nào thì ghé cửa hàng mình ủng hộ nhá. Nhưng mà do lúc 12 giờ đêm là tự nhiên đang quay được một xe xong là tắt máy luôn. Nên là bây giờ mình sẽ quay những cái xe mới về. Nên là bên mình vẫn phục vụ đến 30 Tết, mà một Tết vẫn phục vụ. Nên là mọi người cứ gom tiền nhá, thoải mái đi. Mình là tối 29 mới về, bán hết ngày 29. Còn bắt đầu từ ngày hôm nay là đây này, mình cho mọi người xem nha. Hôm nay là đã chuẩn bị sẵn rồi mà lại không có khách mua xe mới buồn. Đây, mọi người thấy chưa, bao lì xì đầu năm đây. Đấy, tất cả anh chị em bạn bè mua xe đều được tặng bao lì xì. Nói chung cái tiền thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà bao lì xì này để lấy hên. Mong mọi người một năm làm sao ai cũng phát tài phát lộc. Ai chưa có xe thì mua được xe đi làm, ai có xe xấu thì đổi xe đẹp, ai có xe đẹp rồi thì đổi được xe đẹp hơn mọi người ha. Và bây giờ thì không có mất thời gian của anh chị em và các bạn nữa, mình xin phép được quay một số dòng xe mới về cho mọi người cùng tham khảo trước nha. Cái thằng giặc này nó lại nó quậy. Mọi người chờ mình như dòng cầu cái rồi xong mình quay cho mọi người xem nhé. Và mình đầu tiên là mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh chị em bạn bè đã luôn đồng hành ủng hộ. Đặc biệt mấy ngày nay là chồng về là khách khứa rất là đông, trong quá trình phục vụ mà không được hài lòng mọi người bỏ qua cho mình nhé. Tại vì một mình mà phục vụ tới bán được 20 mấy xe và nói chung là nói từ sáng tới tối là không phải chuyện đấy, ra hà đi, không phải chuyện đơn giản đâu mọi người, mình nói thật đấy. Nhưng mà đã cố gắng hết sức, mà nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua. Và mọi người tới mua xe của mình thì cứ nói chung là như của nhà mình, cứ lựa chọn thoải mái nhá.
cứ chạy thử thoải mái, và đặc biệt thiếu cái gì mọi người tự lắp tự làm luôn nhé. Đấy, cho nó vậy cho nó thoải mái ha. Và mình mới về một chiếc này, mọi người biết không? Hôm nay tự dán tem tre luôn. Nói chung là cái gì mình không phải tự hào, nhưng mà cái gì cũng làm được hết. Đấy, xe đạp, lố xe, dán tem đều làm được hết. Và kế nha, ngày xưa còn sửa điện được luôn á. Thì hôm nay con này là bán chất là nó là đời 2010, cuối 2016, 2017 rồi. Nhưng mà vẫn mẫu cũ, và đặc biệt con này á là lúc mua là có tem nhưng mà tem nó cũ. Mà mình mua được cái bộ tem này mọi người rất là đẹp luôn. Tem này là tem của hãng Yamaha nó ra luôn, của cửa hàng nó ra luôn chứ không phải là tem lô đâu nha. Và mình từ mày mò mình dán được luôn, tự dán nha. Mới dán được một bên mình quay luôn cho mọi người xem đây. Đây còn dán dưới chưa quay này. Đây mọi người thấy đẹp chưa? Và con này mình sẽ bán với tất cả anh chị em bạn bè giá bán là 11 triệu 800 ngàn đồng. Mình mua 11 triệu rồi lời đúng 800 trừ một bộ tem 200 ngàn là được 600 ngàn thôi. Lì xì cho mọi người 100 ngàn là đúng 500 ngàn nhá. Vì thế là anh chị em và thông cảm cho mình nhá. Tại vì mình không phải bán chắc giá đâu, mà tại vì là đã cố gắng làm sao mà hạ giá tối đa nhất cho tất cả anh chị em bạn bè rồi. Nên là nếu như hầu như 100 người thì chỉ có là 2 người là vào tiệm xe máy Thanh Đoàn là đi thôi, đi ra thôi. Hoặc là có nhiều trường hợp là đi ra tham khảo giá rồi không được quay trở về vẫn lấy cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Tại vì em bao hầu như 100 xe thì chỉ 99 xe là em bao giá thị trường luôn rồi. Tất nhiên cũng có một số con thì nó cũng phải chênh lệch một chút xíu ha. Đây mọi người thấy chưa? Chưa, đây loại này chưa dán tem nhá. Tí mình sẽ dán cái tem này vô này. Thì mọi người trước mắt tại vì mà hôm nay chưa có khách mình tranh thủ mình quay trước mà. Đấy. Giá bán 11 triệu 800 này, xe đẹp lắm, lắp của nó này. Nhìn như xe mới luôn. Người ta nghỉ Tết rồi còn mình cứ cày cuốc thế này đây. Anh chị em bạn bè thương tình thì nhanh tay ghé cửa hàng mình ủng hộ mình nha. Đây này. Rất là đẹp luôn. Con này 11 triệu 800 ngàn đồng, đời 2010 cuối 2016, bên số 69 này. Xe nói chung là còn đẹp và liên lạc. Đây mình thử nổ máy nhé. Cô đâu phải chìa này đâu. Mình nhầm chìa rồi. Cái chìa này của xe này này. Bên này là chưa dán tem nha mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu sang một em này này. Em Aokuyo này. Tại vì giờ ông cậu ông đi đâu rồi mà mình đang lỡ quay. Hai à, con cầm cái xe cho ông quay cái cửa. Con cầm cái camera dùm ông cái. Đây nha, mình sẽ nhờ cháu nó quay dùng. Để mình đẩy xe ra mình quay kỹ cho mọi người xem. Con này mới về và mình nói nha, có 102 đẹp như xe mới luôn. Con này mua mới mọi người mua là 38 triệu đồng Aokuyo của Yamaha. Đời cuối 2017. Đấy con cầm như này cho nhá. Con cầm như này. Đấy. Con cầm như này thôi, đừng có đụng vào cái nốt nào. Đấy, cầm chắc thôi nhá, hai tay. Đấy mọi người thấy chưa? Đang nhờ đứa cháu nó cầm dùm á. Quay sang đây. Rồi, đây mình phải đẩy cái xe này ra nhé. Quay xe đấy. Đây mọi người, đây con quay đi đây này. Mọi người thấy chưa? Hôm nay là có kiểu tóc mới này. Đấy, thay đổi một chút ha. Đây. Đây nha. Aokuyo đời cuối 2017, xe đẹp như xe mới này. Xe này không có cái gì để tái hết nha mọi người, không phải nói gì. Tại vì bản chất nó còn rất đẹp luôn. Màu xanh nó đẹp này. Mình để thử quay lóc mạnh ốc này. Trời ơi đẹp lắm mọi người. Như xe mới luôn. Phuộc này. Tất nhiên là nó cũng lỗi chỗ đôi tí trầy, nhưng mà tại vì nó xe cũ mà, làm sao tránh khói được. Em nói thật chứ nhiều anh chị em bạn bè tới mua xe đây, mà thực ra là em nói thẳng luôn nhá, xe cũ mà trầy một xíu cũng chê. Mọi người á, nếu mà mọi người mua xe vậy là mọi người lầm rồi. Tâm lý khách hàng cứ nghĩ vậy, chứ giờ anh chị em bạn bè mua xe về thì là xe mới, đi 1-2 tuần nó trầy trước nhẹ là cái chuyện bình thường, làm sao tránh khói được ha. Đó, con này mình sẽ bán với cái giá là, để cho tất cả anh chị em bạn bè, với giá là 18 triệu đồng nhé. Rất là rẻ luôn rồi, đỡ được 20 triệu. Con này mọi người cứ ra hỏi xe mới đi. Mãi chị em lắm. Nhưng mà tại sao không biết nó lại rớt giá vậy? Tại vì mình thì cũng không có phải là thuộc dạng chuyên gia đánh giá thôi. Tuy tuyên là mua bán xe nhưng mà cứ mua đi. Đây này mọi người, để quay vô đây cho mọi người thấy cái gương tóc mình hôm nay làm mới này. Mọi người thấy chưa? Đẹp không? Hơi bị chất lừ luôn nha. Phải thay đổi tí diện mạo chứ. Thôi mời không thấy được. Đây. Mãi thì em mà ngon, chạy cũng ngon mà sao thì nó rớt giá quá trời luôn. Cũng chưa hiểu tại sao nữa.
giá bán là 18 triệu đồng nha mọi người. Và một chiếc Alpha biển số 38 đời 2012 này. Xe máy zin nồi zin có trầy nhẹ đằng trước, nhưng mà tại vì nó nằm phía trong mình không có quay được. Nói chung cho trầy sơ sơ thôi. Con này mình sẽ bán cho anh chị em và bạn bè với cái giá là 10 triệu 500 ngàn đồng nhá. Rất chi là rẻ luôn rồi. Và mọi người cùng theo chân mình nhá, đi ra ngoài này. Đây, có món quà cho mọi người đây. Một chiếc Hayate FI có trầy đôi chỗ, máy em ru, máy như xe điện luôn. Hồi tối mình mới mua. Êm quá. Ra đăng ti nó hơi to tí, nói chung là ok. Giá bán để cho tất cả anh chị em bạn bè là 6 triệu rưỡi đồng nhá. Một chiếc Hayate FI này, đời 2013, giá bán là 6 triệu rưỡi đồng. Nói chung máy thì vẫn êm, chạy ngon, nhưng mà mình hơi kẹt kẹt, không biết là do nó bị nồi rộng hay là bị Sài Gòn luôn. Nó nồi rộng hay là bị cam cò nữa. Mua về mọi người chính qua, tại vì giờ cũng Tết rồi. Một chiếc Attila giá bán 5 triệu rưỡi đồng, máy êm này, biến Sài Gòn này. Xe thì dàn ngoài nó có trầy trước xấu xấu tí đây. Xe cũ mà. Đấy, ai không có tiền mua tầm đấy đi cũng được, chứ đâu phải cần cao cấp lắm mà mọi người ha. Đây, tiếp theo ở trước này có mấy con xe đẹp mới về mình quay luôn. Chào nha. Coi xe em. Coi đi, chị đang quay cái. Quay tí nữa. Đây có một chiếc AB này. AB màu đen nhám đời cuối 2018, xe mới chạy 5.000 cây này. Xe này chìa khóa thông minh, đặc biệt là lắp thêm cái chống trộm nữa nha mọi người. Cách nói chung là chú xe rất chi là kỹ luôn. Đã thông minh rồi lắp thêm chống trộm. Con này giá bán là 34 triệu 500 ngàn đồng này. Rất là rẻ luôn rồi. Xin 3D cao cấp nhá. Chưa một vết trầy xe này thì mình không phải tải nhiều, nó quá đẹp rồi. Đấy. Đây là những vị khách buổi sáng đầu tiên này. Hy vọng là sẽ ra trao được bao lì xì ha. Em coi đi nhá, chị quay qua tí rồi có gì chị báo giá cho cũng coi thoải mái đi. In 3D cao cấp nha mọi người. Đây có một chiếc này rất là đẹp luôn này. Bán rẻ cho tất cả anh chị em, giá bán là 7 triệu rưỡi đồng này. Dán keo nguyên con chưa lột. Cái này nó giống với con màu đỏ lúc nãy, nhưng mà con này nó đẹp đời nó cao hơn nha mọi người. Tại vì giá cũng Attila nhưng mà nó nhiều loại lắm. Con này đang dán keo nữa. Đây, và tiếp tục mình sẽ giới thiệu một con nào nữa nhỉ, nó trên này đi. Coi đi nha em. Thì xong rồi đấy. Đang có khách mọi người, thì mình xin tranh thủ quay qua một chút nữa để là mình tiếp khách cái. Con này là biển số 75. Và đặc biệt là xe như mới luôn, xe này không có một tí vết. Thì mình coi chạy mấy ngàn cây đây. Ôi dồi ôi, mới 11 ngàn cây mọi người ạ. Con này mình sẽ bán cho tất cả anh chị em bạn bè với cái giá bán là 31 triệu 500 ngàn đồng nha. Không có bớt nữa nha, tại vì quá rẻ luôn. Con này là không phải quay nha, mọi người cứ tưởng tượng xe mới nó thế nào thì nó vậy đó. Không có một tí vết nào hết luôn. Giá bán là 31 triệu 500 ngàn đồng cho một chiếc xe siêu phẩm này. Cuối 2018, xe chạy đúng 11 ngàn bao tua đồng hồ này. Đấy, ốc của nó này. Đó, đẹp như mới luôn. Đó, một chiếc quay RSX này. Cái chỗ này là dán keo nguyên con mà chỗ trầy đây, chỗ tí này tí mọi người này. Cái này một đó là về nếu mọi người mua thì mọi ra năm mọi người dặm lại thì cái nó đẹp, hoặc là mọi người dán miếng để can xanh. Tại vì cái này do dán keo lâu ngày, bây giờ mình lột ra nó lột cả sơn luôn nha. Con này mình bán với giá là 8 triệu 500 ngàn đồng này. Thắng đĩa luôn nha mọi người. Rất chi là rẻ luôn, mọi người đừng có bớt nha. Và đặc biệt có một siêu phẩm này. Một chiếc GS này, biển số 60 này. Còn đẹp như mới luôn. Đặc biệt là đầu nồi chưa rớt nha mọi người. Xe này là đầu nồi còn nguyên bán chưa rớt nhé. Con này mình sẽ bán với cái giá là 8 triệu rưỡi đồng. Không bớt ngàn nào luôn. Hôm qua mua 7 triệu rưỡi dọn sơ sơ qua nữa. Rồi nhá, bây giờ thì mình xin phép là hết clip ở đây. Chúc mọi người một ngày, những cái ngày cuối năm thật bình an nhé. Mọi người đi đường nhớ cẩn thận nhé, Tết nhất rồi nên là xe cộ rất đông đúc luôn mọi người. Còn ai về quê thì xin chúc mọi người về quê chơi Tết thật vui nhé. Ra năm mà cần xe nào thì nhớ ủng hộ mình với nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người.